Vào cái con mãi nhà mày đi, số ít thôi. Mẹ mày nhại bố mày ăn à. Vào mẹ mày đi. Mẹ mày bê ô ba năm lớp mà mẹ... không. Thằng nào thua ngày mai bao ăn sáng. Mẹ tao thua ăn cứt. Đéo. Mà tao con người tao đéo phải con chó mà tao ăn cứt. Ăn cứt xinh trời ơi. Đéo. Mà thua ngày mai đi chào ăn là hợp lý rồi. Rồi, nó sợ, nó mai sợ. Mai bao ăn sáng nhá, mai bao ăn sáng là hợp lý này. Đâu, cái web nó lại gì thử coi. Đâu, vào cờ caro được nha, bố mày nói trước là bố mày ngày xưa là đi thi caro. Mà tao thi là cấp tỉnh đây này. Mà bố mày thi ở thành phố đấy nhá. Bố mày mà cấp tỉnh đây nè, sao bố... mà đến lúc đó là nghiện game là không thi cấp thành phố rồi. Bố mày cũng... Bố mày định được vào chọn vào vòng quốc gia nhưng mà bố đi bắn PUBG rồi, nói trước rồi đấy. Đâu, gửi cái web đây con mẹ. Rồi, tao thấy mày rồi, mày đánh đi. Đấy. Nhanh con mẹ mày lên. Từ từ nhá, BO3 nhá. BO3 rồi. BO3, mày em sợ mẹ đòi thêm ý chứ, chắc chưa? Chốt BO3 chưa? Ủa, cái gom này là 1 hàng 3 là win đúng không? Đâu, 1 hàng 5 là win. Cứ năm trước kể cả chặn, bị chặn 2 đầu là vẫn win nha. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Hiểu. À, mẹ em chơi cái bài gì nhờ? Bố mày đánh đây luôn. Mẹ. Bố mày đánh đây luôn. Bố mày chặn mày đây luôn. Bố mày đánh 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 đây luôn. Rồi. Mẹ xong. À đâu? Chưa. Nhầm xong nhầm. Xong nào. Xong có một dòng sông hả? Bạn trông mày ngu lắm. Đánh đi. Mẹ mà đã ăn đâu mà ngu. Rồi. Từ từ nhá. Đúng. Mày đánh đi, mày ít vô đó đi. Rồi để khoa tập trung. Mà cái đánh này như này rồi mình chặn nó hoài luôn à. Ah Siva. Ít như cái này. Từ. Cười cái mà nó win rồi. Mày lại đi. Tao đánh trước mới đúng. Rồi đó. Bà 1-0. Được chưa? Được. Bố mới bảo trước rồi đây. Bố mới nhắc trước rồi đây. Lại nha. Rồi. Đối đủ chạy rồi. Cho mày đánh trước luôn. Tao vừa đi trước rồi. Bây giờ mày phải đi trước chứ đúng không? Đây. Cũng được cái chưa? Ê! Đấy! Mà tự nhiên sai đâu nhỉ? mà sai đâu nhỉ? Thua nữa rồi! Mẹ đá có cái đéo gì đâu mà thua! Mẹ em mất rồi, niềm tin mà... đấy! Mạng chưa gì đã chặn rồi. Ai à, căng đấy, có biết chặn đấy. Chặn đây đi. Chặn luôn. Hay đó chứ nhỉ. Yeah. À mày đánh đấy à. Có vẻ im để bố mày suy nghĩ.
Mẹ vừa thấy cái nước đôi. À đây đây. Ủa? Đây rồi nhá. Ba là bốn. Mà khó thế. Từ từ giờ đánh cái này là 3 là 14. Thua mà được. Từ từ chẳng. Còn máy à mày càng gặp nữa à. Má là quá đéo chơi quên. Mà em chơi phải có hàng chéo, hàng dọc, hàng ngang chứ. Được đấy, được đấy. Từ từ mà thấy khó rồi. Màu đánh đầu ngào nó win rồi. Mẹ phải 2 cho. Rồi 4 40... Rồi rồi rồi. Ôi đồ nhá, coi như là cái bo này là coi như là khởi động ấy. Bây giờ chơi lại nhá. Đúng rồi, để tao nhớ lại. Quen chưa? Mình nhớ lại chưa? Mình nhớ lại chưa? Nhớ lại bố mà nhớ rồi đấy. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc. Rồi. Đào đi trước đúng không? Ơ, bố chấp mày đi trước này. Đấy, bố chấp mày đi trước ấy. Bố mày đánh ra đây cho mày đi trước ấy. Là mày đánh ra đó không dính đúng không? Ờ. Ok. Không hề lùa nha, nó rủ tôi nha. Nhanh con mẹ em lên. Từ từ ngoại Mày cái nước này nghĩ lâu đấy nhở. Uầy chắc phải tính 4-5 bước luôn đấy chứ nhở. Ai à, chặn luôn à. Thì đấy, tao cũng chặn lại luôn. Khó đấy. Ui, bình thường mạng khoa nói nhiều lắm mà nhở. Mày chả thấy nói gì. Mày chả nói gì. Ai à, cái nước này cũng nguy hiểm đấy, nguy hiểm đấy. Bleu tới chết á. Càng nói. Cảm ơn Phước. Đánh vào đây mình thiệt quá. Từ từ nhá. Ghê đấy, ghê đấy. Cũng ghê đấy. Ho à, ho à, ho đéo ra nước đâu. Win, mỗi lần spam win hoài, phải làm gì tôi biết chơi win kiểu gì. Từ từ, nhìn cái đường của thằng này, thằng bùa thằng này đó. Win. À, win được, mày đánh con o vào, mày em giữa cái nếp. Đây á hả? Không. Đối thủ của bạn hiện không trực tiến ra tao rồi. Đây mà, tao đánh đây mà. Từ từ nha, tao tính coi. Ba. Ờ. Hai không. Ai à, đánh vào đây là nước đôi này. Nguy hiểm đấy, nguy hiểm đấy. Phải đánh vào đây rồi. Bắt buộc rồi. Yes. Bắt buộc phải đánh vào đây rồi. Được đấy. Cho mày chặn tiếp.
Đấy. À da, mà em giờ lại thành đẹp cho nó nha. Mày lại thành đẹp cho nó phải à? Super. Đây đi. Bố mày ôm mày rồi, mày chạy đi đâu? Bố mày ôm mày rồi. Nhưng mà cứ đánh 5 nước trước là thắng nha. Hiểu. Phải chặn mày đây rồi. Mừng lên. À, nó lại có nước đôi ở đây à. Bắt buộc phải chặn đây thôi. Ra gì đấy chứ nhỉ? Hai trận đầu chỉ là tai nạn thôi. Bây giờ mới công sức đầu của anh đã được tối đa thì mày hiểu không? Bốn này nè. Đây à. Gà gì đấy? À, xì ba. À, rồi bố mới chặn mày đây. Được cái chứ, được cái chứ. Để thấy bố đánh đây phải. Mày thua chưa? Thua là cái gì? Còn mẹ mà nhìn cái đường này mà. Từ từ nha. Ờ, mà thành khó rồi. Dọc này, dọc này. Cho mình ý, cho mình ý. Cho mình ý. Để bây giờ bố rồi. Tiện bố mình nghĩ sáng mai ăn gì luôn. Mẹ sáng ăn cua hoàng đế. Nó kỳ không nhở? À. Có ai mở, có nhà hàng nào mở cửa cua hoàng đế mở cửa sớm không ta? Đi ăn đề ba trước không nhở? Má, mình đánh nước của mình phải nghĩ, mình nhìn nó mình chặn nó nữa chứ không phải đánh tào lao đánh. Ờ, cũng khó. Đây rồi, tôi thấy được cái đường đó này, một đường này nè. Chặn đường nào cũng thua rồi. Chặn đường nào cũng thua rồi. Đấy. Đấy. Khó hỏi cơ mà. Ba rồi. Còn cảm ơn Nguyễn Linh nha. Ấy coi như là mới là thắng trận đầu mà đúng không? Cái kèo hai trận trước là bỏ đi rồi. Vẫn còn trận nữa mới qua. À nó kỳ ta. Ấy đi. Ấy đi khoa đi trước kìa, mày đi trước đi. Anh dưới đây. Trận này mà bố đánh nghiêm túc rồi. Sao không ơi? Mày đánh ấy. Nhưng mà mày vẫn lược của mày mà. Mày thích đánh nào thì đánh. Mày à bây giờ. Bố ơi. Dạ. Em đánh tarot ngu quá vậy. Ai mod đâu? Mod đâu? Ui, anh Ben có muốn thử tí không nhỉ anh Ben nhỉ? Mày
À mày vẽ đường ơi, bố mày sẵn đây luôn. Cho nó tối hẳn đi. Ôi mà tối quá. Bố mày ôm mày nè. Ủa? Ma ở lại đâu? Con ma dầm rồi, có đánh dưới đây cơ. Dưới đâu? Tại dưới cái chỗ chống ho như thế này. Đâu đây, bố đánh hộ cho. Ok nhá. Đấy, mày đánh vào. Ôi đi, được chưa? Ủa, mà sao nãy đánh căng lắm mà ta? Ôi được rồi, xài này bỏ lên, xài bỏ lên. Lại bỏ ra, lại bỏ ra. Mày em tập trung vào. Bỏ nó bỏ túi nha. Mày em đánh trước đi, đừng nhường bố mày nữa. Rồi, bố mày này trước nha. Ok. Mạng chắc phải đánh giữ khách tí nhờ. Mạng không đéo vừa chơi đâu, thề. Ừ. Từ từ, mày sai ở đâu ấy nhờ. Mạng đâu? Bình tĩnh vào, đã có gì đâu. Ừ. Mẹ đánh đây thôi. Nhớ vào, trong sách có đấy. À, được cái chứ. Mày nhìn được cái chứ. Đánh chơi cho mày đừng có chỉ nữa. Hay à. À khó đấy nhờ. Mà ám chặn ở đây đi. Má bí quá, biết đánh đầu luôn anh nhím ơi. À bí quá. Bí cùng. Ai à. Ăn sẵn hết rồi. Thế rồi ván này khó rồi. Mẹ. Cảm ơn Linh. Lại nhường. Hey. Mẹ em nhường nào. Ai da, ai da, ai da, ai da, có nước ở đây. Đấy, nhường người ta không đánh nước này rồi. Được mà. Cảm ơn chú. Chặn ở đây đi, cho khó chịu đi. Chặn ở đây cho khó chịu đi. À được cái chứ nhở. Ga gì đấy chứ. Đây
Đúng rồi, người ta bảo là nhường là không tôn trọng đối thủ, cho nên là đéo có chuyện nhường ở đây. Mày hiểu không? Ai à, da da da. Nhìn cũng kinh đấy chứ, bắt đầu quen rồi đấy. Bắt đầu biết chơi. Ờ, bắt đầu biết chơi đấy. Bỏ mình tầm 10 năm rồi. Đi cơ. Mà thua rồi. Thua đâu rồi? Ây da. À ừ nhở, sao không đánh chết đấy nhở? Biết chưa, quen chưa, quen chưa? À, khó đấy. Ai da. À. Hết nước rồi. Bạn mà bây giờ đánh thì đéo để nó thắng cũng khó cơ. Thề, tôi vẫn đang chưa thấy mẹm nước của nó như nào hợp lý này. Là vừa đánh chuyện. Mẹ khó thế nhờ. Hết mẹ nước rồi. Thôi làm cái ở đây đi. Ủa muốn thua cũng khó luôn ý. À đây đúng không? Con mẹ à, mày lừa tao. Ê, tôi nghĩ cho cái nước trên này thì cho nó. À, bố mày nhìn thấy rồi nhá. Đấy. Chạy đâu? Yes sir. Đấy. À. Được cái chứ. Ê nó có nước đôi này, nó có nước đôi này, điệp mẹ nhìn ra đi bôi. Thôi điệp mà. Nó có nước đôi, nó có nước đôi này. Trời ơi nhìn ra đây. Chẳng chỗ này quên nhím lại vậy. Chỗ này nguy hiểm á. Bịt mẹ em lừa bố mày không? Chưa thấy làm đéo có gì để mà chặn. Tặng con 2 nè, quánh con 3 mày quánh vô đây nữa là khó đó. Đấy bố mới chặn luôn. Được cái chứ. Bố mới chặn luôn. Bịt mẹ em đánh vào đây đi. Trời ơi là win rồi thằng lồn. Điệt con.
Phạm trông sợ phết đấy nhờ. Đừng có chỉ tôi để tôi tự đắc. À mày định đánh hàng xéo này đúng không? Bố mày chọn đây đi, khó chịu ê. Mà đánh thêm một con nữa nó là vô vọng. Chỉ có 4 con thôi. À. Mẹ muốn thua mà khó thực sự vậy thề. Má nó. Bạn nghĩ lâu quá. Từ từ tính đường đi nước bước. Rồi. Đây. Tôi chơi này là mình phải tin vào bản thân mình. Đấy, đọc chat là bị loạn đấy. Không, tao đéo đọc chat. Ba mấy cái mà ảnh hưởng đến người chơi. Ý tao là thế. Đọc chat là bị loạn đấy. Rồi nhá. Tập trung vào là được, tập trung vào là được. À, mày nhớ lại lúc bắn tải đi bố. Từ từ, địt mẹ. Cần để ta chơi nào. Cần sự tập trung cao độ. Đấy, như cái lúc bắn tải là được. Thì ra thằng này cũng bình thường. À chết con mẹ nước đôi. Trời ơi. Đi co mẹ. Uầy. Đi mẹ mày vãi lúa nhờ. Thủ mà đòn. Còn gì hết. 42. Điệp mẹ là một đều, chỉ số trong cuộc. Điệp mẹ em căng đấy, căng đấy. Cũng ra gì đấy chứ. Điệp bạn mẹ... đi trước đi. Mày đi trước đi. Ờ, bạn đi trước đi. Mày vô đây. Rồi, mày đi trước mà, lực của mày mà. À, đánh vô góc à. Uầy, cái sao này tôi phải đi làm diễn viên đấy các bạn ạ. Thề đạt vã luôn. Lộn đấy. Địt mẹ bài của bố mày. Mày đánh địt mà đánh đứa lộn à. Cảm ơn Quyên nhá, cảm ơn bạn nhiều. Bài của tao đấy. Địt mẹ mày bị ảnh hưởng tâm lý rồi đúng không? Mày đéo biết là cái nước đi của tao nào đúng không? Yes. Yes, sir. Ê à. Thằng tay phết rồi chứ, đùa. Điệp mãi vào đây hết này. À cũng được đấy, cũng được đấy, nước này được đấy. Bố ạ. Ok đấy, ok đấy. Thế là đấy chứ. Ủa, ví dụ cái win là phải win nó gần nhau hay là mày win lỗ, bỏ lỗ thì có win đâu? Bỏ lỗ là sao?
Thì mà nói sao cho mày hiểu nhỉ? Nghĩa là mày chỉ cần cứ đánh đủ 5 là được. Mày hiểu tao không? Kể cả tao chặn một đầu đúng không? Thì cái đầu kia của mày phải là 4, xong rồi mà tao chặn một đầu thì mày đánh một phát nữa là 5. Đấy, nghĩa là kiểu gì mày phải đánh được 5 con thì mới thắng được. Ai à, nước đi này hay đấy. Về đấy chứ. Cho mày nghĩ luôn, cho mày nghĩ. Cái này là anh em đánh với nhau, không giới hạn thời gian. Cho mày nghĩ luôn. Ai da, cái thế này cũng được cái nha. Ôi, bốn chặn đấy. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể. Nhưng mà ta chỉ hứng thú với vợ của đối thủ mà thôi. Xì ba. Ai da. Đây. Đây à. Đấy. Bỏ cuộc rồi sao? Ai da. Không được cái chứ nhờ. Bỏ cuộc rồi sao? Ai da. Chị thật tai nạn rồi em. Quỷ dữ đó. Được cái chứ. 4-2. Lật kèo. Thế là mai tao khao mày đúng không? Không, tôi vẫn khao ông. Không, mày 4 mới thua mà. Không, mày đánh 2 trận khao là đánh vui rồi. Không phải các bạn ơi, buổi đầu mình phải giữ khách một tí. Mai là tôi có việc, thế là tôi rủ nó đi ăn sáng. Tôi nghĩ là tôi nên khao là hợp lý. Cái gì cơ? Mày nhạc nó còn lồn. Mày điên à? Điệp mạ mày nước đôi mà mày đéo đỡ được, thề. Phải lùm xong điệp mà. Mai là tôi có việc các bạn ạ. Đấy là tôi rủ nó đi ăn sáng, thế là tôi nghĩ là bữa sáng mai tôi khao là hợp lý này. Thôi bây giờ điệp mà mày đánh nghiêm túc, mày đéo nhả rồi để tao xem thực lực của tao nằm tới đâu nhá. Ô điệp mà thề với đéo nhả đâu ấy, thật. Không, đánh lại đi nhá, đánh lại chẳng nữa đi. Thôi đùa, cho mày đánh Hà Nội nhá. Hà Nội đi, điệp rồi. Mẹ mày như là đấu giải đi. Như đấu giải đúng không? Mày trước đây kìa. Ê, không tính đúng không? Được có đối thủ, mày đó. Mày đánh. Đi. À rồi. Vẫn là cái thế này à? Thế quen thuộc rồi, cái này bố mày học. Bố mày đi học, bố mày đánh suốt. Ê à, chẳng luôn à. Từ từ nha, bình tĩnh lên em ơi, đừng có đánh vội nè. Mình đánh đậu mé phải có cái gì với chứ Khoa. Sao sai đó nhờ? Chưa sai, vẫn bình thường mà. Điệp mại cái nước này bố phải đánh giá là hơi phí nha. À. Không, nhưng mà tao có một sự tính toán khác. Ây da. Điệp mại khó rồi. Chưa khó, bình thường mà.
địt mẹ. chưa từ từ nhá. Chưa khó, cái này vẫn bình thường. Đâu thua rồi, bây giờ tôi chặn này đúng không, nó bắn ngoài đây. Ờ từ từ. Cái chặt này trước đã, cho em đánh đầu. Cần nghe chứ, điệt mà để ta học thêm cờ vua nữa, ta chơi với mày là biếu đi phùn. Cười đẹp mà nó cười. Ơ, vừa mới nhìn ra cái nước ở đây đâu nhở? Pam. Pam. Ôi, cứ đánh đi đã. Thì mày chắc chắn là phải chặn vô đây rồi, đéo có suy nghĩ gì nữa. Chặn đây đi. Mày em tự nhiên đánh tới đây nhỉ. Phải chặn, chắc chắn phải chặn rồi. Đây, chặn luôn của mày. Được cứ lá đấy chứ. Xoài căng đấy, xoài căng đấy. Sóng sông Đà đất nước à? anh yêu đất nước, anh chọn đất nước nhá. Cảm ơn Trương Taylor. Ai à, chỗ anh hàng ngày nguy hiểm này. À, cũng dã man đấy chứ nhở, căng đấy đấy, thịt ngòi luôn. Ủa? Đâu, đúng. Đúng rồi. Trêu ngày tí đã.
Cứ bình tĩnh thôi. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, nhưng mà ta chỉ hứng thú với vợ của kẻ thù rồi. Bài toán khó đấy. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể. Thầy nó đánh đây làm gì? Thôi cứ chặn đây phát đã. Đang ba ba lần cái. Đánh đi mà luôn. Gà gì đấy chứ. Công mẹ mà đánh nước này làm cái đéo gì nhở. Bố cho mà vào thế của bố mày luôn này. Cái này. Mỹ nhân trong thiên hạ này không, nhiều vô kể. Ông nói quốc bốn này. Ờ đúng rồi, điệp mà phải lên trên đây chứ. Điệp mà đéo nhìn ra thì à. Tính như nào đây? Hết cú. Ê. Cũng canh đấy, cũng canh đấy, ngang sức ngang tài đấy. Mỹ nhân song thiên hạ này nhiều vô kể. À, mày tính như nào rồi? Sao? Cũng ngang cơ đấy nhá, cũng ngang cơ, cũng đánh là căng thẳng phải đấy. Được mà cũng ấy đấy chứ, thằng tao được hai cái là cũng căng đấy. Ngày xưa bố mới thi học sinh giỏi Cờ Gà Rô đấy, đừng đùa.